Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, huyện Tam Dương đã triển khai quyết liệt giải tỏa vi phạm hành lang giao thông. Dọc tuyến quốc lộ 2C đoạn đi qua xã Đậu Thú, huyện Tam Dương, tình trạng bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường của hàng chục hộ dân diễn ra thường xuyên. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang làm mất an toàn giao thông vẫn tái diễn. Một số hộ dân còn bán đồ nông sản như hoa, quả cho người đi đường làm cho người mua hàng hiên ngang để xe dưới lòng lề đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông. Có những hộ dân chiếm dựng cắm ô xuống sát lề đường để bán hàng, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, đề nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường ra thông báo nhắc nhở và xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trở lại hành lang đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi đi qua khu vực này.